What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi mở hộp và đánh giá sơ qua một cái em bàn phím cơ khá là hay đến từ hãng Faker như thế này. Và như ở ngoài vỏ hộp thì các bạn có thể thấy là nó sẽ dạng layout Alice. Đã có thể nhìn thấy sơ qua là ở đây nó sẽ khuyết lỗ. Đó, rất là đặc biệt. Ok, hãy cùng khám phá em bàn phím đặc biệt này nhé. Let's go! Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp em này nhé. Nó nằm ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là chiếc bàn phím nó được lộ hẳn ở đây. Và xung quanh nó sẽ có mút xốp đựng rất là kỹ càng. Nó cũng tặng kèm cho mình một cái miếng chống bụi. Cũng đúng layout này luôn, khá là tiện. Đó, chúng ta sẽ bỏ tạm chiếc bàn phím vào một bên. Ở phía trong này chúng ta sẽ có một cuốn hướng dẫn sử dụng. Các bạn nên giữ lại cái cuốn này nhé, tại vì cuốn này nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Ở phía bên trong cái hộp nhỏ này chúng ta sẽ có thêm một chút linh kiện nữa. Đó, chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ này là cái nhổ switch, một cái nhổ cây cáp kiểu đánh trứng. Và cuối cùng là một cái sợi dây cáp, và dây cáp này làm cũng khá rất là ngon. Đây là dây cáp bọc dù chuẩn Type C, mạ vàng hai đầu luôn, có chống nhiễu cũng như là cũng khó làm theo cái kiểu cáp xoăn thời thượng như thế này, cũng khá là hay. Nếu như mà các bạn sử dụng dây cáp thường xuyên thì có thể cắm cái này vào chân được, nhưng mà nói chung thì thằng này xài không dây vẫn ngon hơn các bạn ạ. Ok, quay trở lại với em bàn phím Faker Alice 80. Thì các bạn nghe cái tên của nó thì đủ biết rồi. Cái này đang sử dụng là layout Alice. Với cái layout Alice như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ cong hai bên giống như một hình cái cánh bướm vậy, chứ không phải là kiểu xếp hàng dọc này như thế này. Tên của nó sẽ là Alice 80, nhưng mà mình thấy cái này đúng ra là kiểu 68 thì đúng hơn, tại vì nó sẽ là layout kiểu 68 nút, có thêm cái núm này thôi, chứ không phải là 84 thì nó sẽ có thêm hàng ép nữa. Và phiên bản mình đang cầm trên đây là phiên bản màu trắng. Tất cả cái khung của nó sẽ là đều bằng nhựa nhé, chứ không phải là bằng kim loại. Mặc dù nhìn rất là khá là giống kim loại, nhưng thực ra nó chỉ là bằng nhựa thôi. Build của nó thì cực kỳ là chắc chắn, cầm lên rất là đầm tay. Và nó cũng khá là cứng cáp nha các bạn. Chúng ta sẽ đi sơ qua về cái ngoại hình nhé. Thì đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy là phía bên này nó có trang bị thêm một cái núm. Tuy nhiên thì cái núm này của nó thì nó làm theo cái kiểu dạng sơn mượt mịn như thế này. Và hình như nó là bằng kim loại luôn. Cho nên khi mình cầm thì nó có cảm giác mát lạnh và trơn. Nhưng mà mình lại không thích cái núm trơn như thế này lắm. Mình lại thích cái núm mà nó cái kiểu có cái độ ma sát một xíu thì mình vặn nó sẽ cảm giác đầm tay hơn. Tiếp theo mình nhìn qua bên cụm bên phải thì chúng ta sẽ thấy có những cái đèn báo. Đó là đèn báo các cái chuẩn kết nối, ví dụ như là dùng dây, dùng cáp Type C 2.4 và Bluetooth. Em này sẽ sở hữu tới 3 chuẩn kết nối nha các bạn. Quay lại một chút về phía ngoại hình layout Alice, thì với cái layout này các bạn có thể thấy là khi mình đặt tay lên, nó sẽ vừa thuận với cái cách để tay rất là tự nhiên ở trên bàn. Tức là nó sẽ theo kiểu công thái học. Các cái ngón tay của chúng ta sẽ sử dụng được tối đa 10 ngón tay một cách thuận tiện nhất. Đây, như thế này. Đó. Và nó sẽ không có bị mỏi cổ tay. Và có một cái hay nữa là em này nó sẽ làm lồi lên ở giữa và vát thấp dần sang hai bên, kiểu như một cái tam giác vậy. Thì như vậy cái cổ tay của chúng ta nó sẽ được kiểu như thoải mái tốt nhất. Ở phía đằng sau thì chúng ta có thể nhìn thấy kỹ hơn này. Đó, nó sẽ cong lên và vát xuống hai bên. Nhân tiện nhìn ra phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy có cần gạt sang chuyển sang mát và win, on và off phím. Đấy, có một cổng Type C ở giữa đây. Thì chúng ta có thể sử dụng con này dành cho Mac layout được nhé. Ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy có một cái khay để đựng dùng receiver 2.4. Nó sẽ được giấu bằng vào trong cái lỗ này và nó sẽ được hít bằng nam châm. Ở phía bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy có logo Faker làm theo kiểu sticker đánh bóng, nhìn khá là hay. Bây giờ chúng ta sẽ xem sơ qua cái keycap của em này nhé. Phiên bản mình đang sử dụng đây đó là phiên bản màu trắng và nó sẽ đi kèm với lại cái bộ keycap này. Thì nó sẽ có rất là nhiều option cho chúng ta lựa. Này, keycap này sẽ là keycap PBT và sẽ là in die sub chứ không phải là in double shot.
màu sắc lên thì cũng khá đẹp, và cái phông chữ thì mình thấy nó làm cũng sắc nét chứ không có kiểu lem nhem như những con keycap rẻ tiền. Và cái chất liệu độ dày của nó cũng khá là ok. Về keycap của em này thì đang sử dụng là chuẩn cherry, cho nên là các bạn sẽ thấy nó hơi thấp một xíu so với lại cái chuẩn OEM. Và mình mua phiên bản này thì sẽ là phiên bản sử dụng Gatron Yellow, và nó sẽ được lắp sẵn rồi. Như này là Gatron Pro. Và những cái nút có nút dài, có những thanh stab thì nó sẽ được trang bị là của thằng Faker, nhưng mà Faker hình như Faker Panda, và nó sẽ là dạng thắt thai, nó sẽ có khớp và khá là rõ ràng hình như, và cũng được lắp sẵn luôn cho nên bấm rất là mượt. Kể cả con Yellow này mình bấm thử rồi nó mượt cực kỳ luôn nhé. Đấy, những cái stab này thì nó cũng sẽ được cân chỉnh qua và có lắp sẵn rồi, pre lắp luôn, cho nên khi các bạn bấm thì cảm giác của nó cũng không có lọc dọc. Con này thì làm stab khá là ok. Đây, đấy, mình bấm thử cho các bạn nghe. Tí nữa thì mình sẽ sao test kỹ hơn cho các bạn. Tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn xuống phía dưới cái phần play của em này. Thì phần play của em này sẽ được làm bằng nhựa PC. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Và ở phía dưới đó nó sẽ lót một cái lớp silicon nữa, lớp cắt âm silicon. Mặt của em này sẽ là mặt hot swap 5 chân. Và đặc biệt là các bạn nhìn thấy đó, nó sẽ có hỗ trợ mặt xuôi. Với cái mặt như thế này thì chúng ta có thể chơi mọi loại keycap, cần kể cả keycap cherry gì cũng thoải mái luôn. Em này cũng sẽ có trang bị LED RGB. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở ra xem thử phía bên trong của con này bộ lòng nó như thế nào nhé. Thì bây giờ mình sẽ phải tháo cái núm ra trước. Để tháo con này ra thì cũng khá đơn giản thôi. Nó sẽ có những cái ngàm phía xung quanh này, không có ốc nhé. Chúng ta chỉ cần bật những cái ngàm này lên và chúng ta có thể mở được. Đó, rất là đơn giản luôn. Thì ở phía dưới chúng ta sẽ thấy rõ là cái play PC của nó như thế này, và nó sẽ tách ra làm hai mặt riêng biệt sang hai bên. Và khi mở cái con này ra thì các bạn lưu ý nhé, phải mở nhẹ nhàng thôi, tại vì con này nó được liên kết hai mặt với nhau bằng một cái sợi dây cáp. Và cái sợi dây cáp này thì nó là dạng sợi dây cáp khá là mỏng manh. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây, hai cái sợi dây cáp này rất là nguy hiểm, nên các bạn mở ra thì các bạn nhớ cẩn thận nhé. Thì khi mở các bạn phải đẩy cái này ra một chút. Đó, rút cái dây ra. Bên này cũng tương tự. Đấy, như vậy là chúng ta có thể rút được một bên mặt ra rồi. Em này thì đang sử dụng hot swap của thằng Gatron, khá là ngon lành cành đào. Đây, con chip của nó đây. Thì dưới này chúng ta thấy là nó sẽ không có dùng cái tiêu âm như bình thường, mà nó sẽ dùng một cái lớp, đây, cái lớp này lớp silicone cực kỳ dày luôn. Ở phía bên này thì chúng ta nhìn thấy những cái gasket cũng bằng silicone luôn. Gasket đang gắn ở trên mặt như thế này. Gasket gắn trên plate nhé, plate của đằng này luôn. Và dùng plate PC. Ở giữa có đệm một cái lớp silicone cực kỳ dày. Chính vì vậy mà chắc chắn cái âm của con này được gõ ra thì nó sẽ khá là tịt, tức là nó sẽ được tiêu âm cực kỳ nhiều, sẽ không còn tiếng nổ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dây kết nối với lại cái mặt phụ, mặt con ở phía dưới. Đó. Khi gỡ cái dây này ra thì chúng ta có thể nhấc được cái lớp silicone này lên. Úi dồi ôi, cái lớp silicone này, các bạn nhìn này. Đây thì với cái tấm silicone dày như thế này, thì các bạn biết là gõ thì nó sẽ bị tiêu âm kinh khiếp như thế nào rồi đấy. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái cục pin rất là lớn, hình như là 4000mAh mỗi cục. Ở xung quanh thì chúng ta sẽ có những cái gasket bằng boron hay sao đấy, mình thấy sờ rất là mềm. Ok, và ở đây chúng ta sẽ có một cục nam châm để hít cái USB với silver. Đó, hết rồi. Thì con này có thiết kế khá đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Nhưng mà được cái là nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều thứ. Nó ví dụ như cái tấm silicone này, rất là đỉnh. Đặt nguyên khối luôn. Ok, sau khi lắp lại thì mình thử bấm cho các bạn xem nhé, cái độ nhún của em này.
Thì em này nó không có nhún đều ở các cạnh, tuy nhiên thì có độ nhún khá là tốt, tốt hơn những cái con Faker mà dùng gasket mount những đời trước. Con này thì có cái độ nhún ok hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử bật em này lên nhé, xem các cái chế độ đèn LED cũng như là sẽ sao test cho anh em nghe thử cái tiếng của con này nó sẽ như thế nào. Ok, thì như các bạn thấy thì em này lên LED cực kỳ sáng luôn, đặc biệt là khi đang sử dụng nó là Play PC cộng với lại cái switch của đằng Etron thì nó cho cái đèn LED tỏa lên cực kỳ đẹp và rất là đều. Đây là mình đang còn bật điện rất sáng ở trong phòng nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bớt đèn đi và cho các bạn xem các cái hiệu ứng cơ bản của đèn LED em này. Và tất nhiên em này nó sẽ có hỗ trợ thêm những cái phần mềm để mình tùy chỉnh đèn LED cũng như là có thể tùy chỉnh macro toàn bộ phím nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần sound test với em này đang sử dụng Gateron Yellow, và xem thử coi là với cái độ tịt của em này thì cái âm thanh gõ ra nó sẽ như thế nào. Ok, thì với cái layout bướm bướm như thế này thì mình phải có thêm hai cái miếng đệm tắt hai bên như thế này thì để kê tay nó mới thoải mái được, và đồng thời cái độ dày của bàn phím này rất là cao cho nên mình phải kê lên thì mới gõ thoải mái nha các bạn. Ok, thì như các bạn vừa nghe đó thì tiếng của nó phát ra rất là êm và hầu như không có tiếng vọng hay tiếng vang gì hết. Do em này đang sử dụng cái hệ thống dùng foam silicone quá đỉnh cho nên là hầu như nó không có phát ra tiếng gì. Nếu như mà các bạn muốn nghe một cái âm thanh nổ to hơn, pop hơn thì có lẽ các bạn phải tháo hết lớp silicone này ra và thay bằng một cái dòng switch khác chẳng hạn. Cái đó thì mình có thể test sau. Còn đây là hoàn toàn là stock của em nó nhé. Ok, như vậy mình sẽ tổng hợp lại cái điểm mạnh và cũng như là điểm yếu của em này. Thì đầu tiên về cái điểm mạnh của nó là một cái layout khá là dị, elite, thích hợp cho những cái bạn nào mà khoái theo cái kiểu công thái học như thế này, gõ nó sẽ rất đỡ mỏi tay. Tuy nhiên thì nó sẽ phải mất một thời gian khá là dài để làm quen lại với cái layout như thế này. Mình cũng phải sử dụng con này chắc cũng phải được mấy ngày rồi mình mới dám sao test cho các bạn, chứ không nó gõ loạn hết cả lên. Và cái điểm mạnh tiếp theo thì chúng ta vẫn sẽ có trang bị 3 mod đó. Riêng về cái khoản build silicone hay là foam kết nối sRGB phần mềm thì nó là vô đối rồi. Và chúng ta vẫn sẽ có một chiếc núm khá nhỏ và xinh xắn ở phía đây, tiện lợi cực kỳ luôn. Và có một cái đặc điểm mà mình thấy con này nó làm rất là tốt nữa, đó chính là cái phần mà start của những cái nút này, nó làm cực kỳ là gọn gàng luôn. Mình gõ không hề thấy tiếng lọc sọc cũng như là nghe âm thanh nó rất là gọn, rất là êm, không rất là chân chu, không cần phải làm thêm gì cả. Phải nói là thực ra con này nó làm sẵn cho mình quá ngon rồi. Đó, các bạn chỉ có về việc xài thôi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có một cái điểm trừ, một số cái điểm trừ, ví dụ như là con này sẽ không có hỗ trợ bán tại Việt Nam mà mình phải đặt hàng trực tiếp qua AliExpress và nó cũng sẽ ship khá là lâu. Ngoài ra thì có một cái điểm đặc biệt nữa là cái con này có hỗ trợ mặt xuôi và mặt ngược, cho nên các bạn khi mà đặt thì nhớ lưu ý cái vấn đề này nhé. Ở trên cái phần trang web thì nó sẽ đề mặt xuôi mặt ngược theo tiếng Anh thì các bạn nhớ để ý. Còn một cái nhược điểm nữa là nó sẽ ship khá là lâu thôi, thế là
không có bàn thế thôi. Chứ còn về cái giá thành hơn 2 triệu thì rất khó kiếm được em layout và như thế này và ngon nghe như thế này lắm, rất là khó, mình nói thật. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này và có muốn mình mock hay không, thì hãy có muốn mình thay đổi sang cái dạng khác hay không thì hãy comment phía dưới phần bình luận nhé. Còn các bạn muốn tham khảo link đặt mua thì mình có để trong phần mô tả đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.